Chiếc đầm xếp tầng rất là xinh đẹp dành cho các chị đây, và cái chất liệu vải cũng như là cái màu sắc nha cả nhà nha. Các chị có thể thấy được nè, thiết kế của chiếc đầm nhìn nó vừa lạ mắt mà vừa quen thuộc. Xếp tầng cho các chị, và bên hông đây nó sẽ có xẻ tà cho mọi người. Mặt vô nhìn nó rất là gọn và nó có điểm nhấn nhiều hơn nha. Phía trên này sẽ là một nguyên một cái bản bo chung cho các chị mặc, co giãn rất là thoải mái, cổ vuông cho các chị luôn. Và cái phần tay này mình mặc á, giúp cho các chị che được khuyết điểm bắp tay với là cái phần vai thô. Quay đằng sau cho mọi người xem phía sau lưng nè. Rồi phía trước đây nha cả nhà nha. Và cái chất liệu vải này mình mặc mát cực kỳ và nó có tổng cộng là 3 màu. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu tiếp theo mọi người xem ha. Màu sắc cuối cùng rồi đây các chị yêu ơi, lại thêm một cái tông màu nhẹ nhàng dành cho cả nhà. Như hai tông màu đầu tiên em mặc thì các chị thấy rồi đúng không nè. Màu kem này đây thì các chị mình mặc á, nhìn nó rất là dịu dàng và các chị cũng có thể phối được với nhiều phụ kiện khác nhau nha. Quay đằng sau cho mọi người xem nè. Thiết kế vẫn là xếp tầng cho mình, và phía bên hông đây sẽ là có một cây xẻ tài các chị ha. Khi mình mặc vô thì cảm giác cái chân mình rất là dài. Và đầm này nó có bo chung cho nên các chị mặc được khoảng tầm từ 60 mấy ký đổ lại luôn. Và chị nào muốn chọn màu nào, ba tông màu, ba sự lựa chọn cho các chị, để lại tay cho em số điện thoại và mã sản phẩm nha. Chấm một chấm để em tư vấn kỹ cho các chị và giao hàng tận nơi ha.